Chào tất cả các bác nhé. Bên em đang tiến hành lắp đặt cái chiếc camera hành trình Watt Vision M39 trên chiếc xe Mazda 3 của bác chủ xe từ Hải Phòng lên. Đây là em đang mở nhạc online, dùng sim 4G gắn vào chiếc camera hành trình dạng gương Watt Vision M39. Đây, chiếc cam được ốp lên chiếc gương nguyên bản của xe, tương đối gọn. Đây em đang ngồi ở ghế lái đây, các bác nhìn ghế lái đây. Với khoảng cách này thì nhìn nó cũng không bị che chắn tầm mắt, vì nó cũng to hơn chiếc gương nguyên bản một chút thôi. Vì cái Watt Vision M39 sử dụng cái sim 4G nên chúng ta có thể hoàn toàn vào mạng, chúng ta thích chọn bài hát nào cũng được, chọn bất kỳ bài nào chúng ta thích vào nhạc, vào mạng nghe nhạc, xem phim, giải trí. Và chiếc cam vẫn hoạt động như là camera hành trình bình thường, camera hành trình ghi hình trước sau cùng một lúc. Ok, bên em đang tiến hành lắp cái camera sau thì chúng ta thử cái camera sau nhá. Ok, chưa cam sau chưa lắp xong nên là chưa có tín hiệu. Thế chút nữa nó sẽ có. Em về số lùi sẽ thử. Bình thường thì camera sẽ ghi hình trước sau, và cái camera sau thì cũng sẽ là camera lùi luôn. Thì khi chuyển về số lùi thì sẽ hiện cái chế độ lùi để rất là tiện, và có thang, có từng mức thang cho các bác, có thang xanh, vàng và đỏ để giúp chúng ta sẽ lùi sẽ rất là dễ dàng. Chúng ta có thể copy cái dữ liệu, copy cái bài hát, nhạc hình, nhạc tiếng vào trong thẻ nhớ, cắm vào camera cũng mở được. Và cách thứ hai để giải trí là bây giờ YouTube nó cũng phát triển tương đối mạnh, có rất nhiều, có đầy đủ nhạc hình, mình có tất cả, gần như tất cả thể loại nhạc, thì các bác cũng có thể tìm kiếm những cái bài hát của mình yêu thích ở trên này. Ok, em thử tìm bài nhạc Quang Lê nhá. Em thích nghe Quang Lê nên là em tìm Quang Lê này. Ok, Quang Lê. Đấy, mở bất kỳ những bài nào chúng ta cần, chúng ta thích. Ok. Giọng Quang Lê chúng ta nghe trên chiếc camera này. Nó sẽ phát âm thanh từ cái camera này xuống dàn âm thanh của xe. Đấy. Rất là tiện. Lòng buồn dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngần lệ tràn. Chuyện đời sau đắng vẫn vương đôi má dịu hiền. Ok, đấy là chức năng giải trí. Cái chức năng này gần như tất cả các tài sẽ cần, vì chúng ta ngày đi di chuyển trên đường. Ngoài có thể các bác nghe bài hát này, phim, hoặc nếu nhà có trẻ nhỏ thì chúng ta hoàn toàn tìm kiếm những cái bài hát hoặc những cái bài, những cái bài dạy tiếng Anh cho các bé nghe thì rất là hợp lý. Ngoài chức năng giải trí nghe nhạc, xem phim ở trên mạng online thì chúng ta có thể là dùng điện thoại kết nối Bluetooth với chiếc cam này, và chúng ta hoàn toàn là đàm thoại rảnh tay trên này, không cần phải dùng điện thoại này, cầm sờ đến điện thoại, giám sát với định vị xe từ xa. Ở đây là dẫn chỉ đường này, giám sát định vị xe từ xa đây. Đấy, tức là chúng ta ngồi ở nhà, chúng ta biết được xe của chúng ta đang ở đâu, di chuyển với tốc độ như nào, và trên xe đàm thoại gì, và chúng ta đàm thoại hai chiều luôn. Đấy, rất là hay. Cái đây là một trong chiếc cam hiện đại nhất thời điểm hiện tại ở Việt Nam. Và chúng ta sử dụng cái dữ liệu ở SIM 4G và cũng có thể phát thành một cái phát wifi để cho mọi người dùng mạng luôn. Đây, mở phát wifi. Ok, bây giờ bác
Bác có thể đổi tên wifi. Kết nối mạng di động. Bác định đổi tên wifi gì? Tên gì được, em có dùng không? Dạ, ok. Ok, cái này chắc bác chủ xe đổi sau. Đấy, dùng vừa camera hành trình ghi hình trước sau này, vừa là một cái thiết bị giải trí vào mạng nghe nhạc xem phim này, vừa là một bộ phát wifi này, vừa là một cái bộ giám sát và định vị xe từ xa, và cũng là dẫn chỉ đường hoàn toàn bằng tiếng Việt và dùng cái ứng dụng dẫn chỉ đường Navitel. Đây đang là ứng dụng dẫn chỉ đường tốt nhất Việt Nam hiện nay, được hãng WebVision mua bản quyền từ hãng Navitel. Và các bác được cập nhật miễn phí trọn đời nhá. Dữ liệu của Navitel sẽ được 3 tháng cập nhật một lần. Các bác chỉ việc là cho kết nối cái chiếc camera này với có thể wifi hoặc là dùng 4G để cập nhật cũng được. Đây là chiếc la bàn này, hiển thị ở màn hình này. Tăng giảm volume này, tăng giảm độ sáng này. Đấy, chúng ta có thể sử dụng cái, bình thường là sử dụng các chức năng về giải trí, chức năng tiện ích, thì nếu mà chúng ta không muốn sử dụng thì chúng ta, hoặc là chúng ta muốn sử dụng cái gương thì đây, chúng ta ấn hai lần vào đây. Đây hoàn toàn như một chiếc gương này. Đấy, hiện tại ở Hà Nội là đang 5:30 chiều nên là cái trời nó cũng hơi bắt đầu tối, nên là cái chất lượng hình ảnh nó cũng không được tốt. Rất mong các bác thông cảm. Đây, có thể là một chiếc gương. Vui lòng gắn thẻ nhớ. Ok, đây, rất là tiện. Đây, camera. Đây. Camera. Chuyển sang camera sau. Đây, FM để truyền âm thanh xuống dàn âm thanh của xe. Đây, dẫn chỉ đường Navitel. Đấy, bộ phát wifi. Tốc độ 50 km/h. Bộ phát wifi. Giám sát định vị xe từ xa và cài đặt thêm hàng ngàn ứng dụng nhờ cái cửa hàng Set Play. Vì đây là sử dụng cái hệ điều hành Android 5.1 nên các bác có thể cài đặt rất nhiều ứng dụng khác. Bác nào mà đang phân vân mua cái đầu DVD thì nên cân nhắc lại nhá. Nên tham khảo những mẫu camera của hãng WebVision. Camera hành trình thông minh. Thì tại sao lại gọi là camera hành trình thông minh? Vì camera hành trình nó tích hợp những cái công nghệ hiện đại sẽ hỗ trợ các bác là lưu thông trên đường thì an toàn hơn. Thì chính vì thế là gọi là camera hành trình thông minh. Và ngoài ra thì cũng camera sử dụng cái hệ điều hành Android. Đấy, và hỗ trợ rất nhiều những cái tiện ích, những cái ứng dụng rất là hay. Đấy, giúp các bác di chuyển trên đường một cách tinh thần vừa thoải mái, thứ hai là chúng ta lưu thông đặc biệt là an toàn. Ok, để tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì các bác có thể truy cập vào website webvision.vn nhé, hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900 0388 để biết thêm các thông tin chi tiết, thì bên em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các bác. Thì các bác cũng có thể là tìm kiếm trên YouTube, trên Facebook, trên Google từ khóa là webvision M39. Thì bên em đã có rất nhiều những clip về hướng dẫn, tư vấn, cũng như là những cái clip trải nghiệm của khách hàng, của các chuyên gia khi sử dụng WebVision M39. Thì các bác xem sẽ có một cái cách nhìn khách quan nhất về chiếc camera này. Ok, chúng ta cùng ra phía sau để xem các công đoạn cuối cùng của việc lắp đặt cái chiếc camera hành trình WebVision M39 trên chiếc xe Mazda 3 của anh trai từ Hải Phòng lên. Ok, chúng ta cùng tắt khóa đi chút này. Ok. Đây là những công đoạn cuối cùng của việc lắp đặt cái chiếc camera sau.
Trong rồi đúng không? Đang lắp vào. Đây là lắp xong rồi. Ok. Thời gian lắp đặt cái WebVision M39 thì thường diễn ra trong vòng khoảng 4-5 phút đến khoảng hơn 1 tiếng một chút. Thì do cần phải đi dây tín hiệu cam lùi từ camera sau nên chính vì thế là mất thời gian hơn chút. Tất cả cái dây sẽ được đi gọn nha các bác nhé. Đi gọn theo những cái mép này. Những cái mép mép nhựa này hoặc là những răng cao su. Đây. Đây đi dây này, vòng ở đây. Vòng đây. Đấy, vòng dây lấy nguồn ở dưới tẩu này. Ngoài ra camera sau này. Camera sau sẽ đi tín hiệu sau đây. Đấy, dây đi về phía sau nha. Đấy, không về phía sau. Đấy, rất là gọn, đấy, không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ của xe các bác nhé. Nên là các bác yên tâm. Ok, để tìm hiểu thông tin về sản phẩm thì các bác có thể truy cập vào website webvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900 0388. Hoặc là một cách nữa, các bác có thể comment trực tiếp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc bên dưới video này thì bên em sẽ hỗ trợ luôn cho các bác, hoặc làm sao để các bác lựa chọn được cái sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất với cái xe của mình và cũng như nhu cầu của mình. Vì là một chiếc camera 10 trong 1, chúng ta không cần phải sắm thêm bất kỳ một thiết bị nào khác, đặc biệt đầu DVD thì về mà chúng ta là hoàn toàn là đầy đủ tất cả chức năng. Nhưng mà nó là camera hành trình này, khi hình trước sau này, camera lùi này, bộ phát wifi này, một cái thiết bị vào mạng giải trí, nghe nhạc, xem phim, giám sát định vị xe từ xa, và còn cài đặt thêm rất nhiều ứng dụng khác. Chính vì thế là các bác hãy tìm hiểu thông tin của sản phẩm webvision.vn, webvision M39. Thì vào website thì có thể tất cả đầy đủ các model ở bên em. Các camera hành trình bên em là camera hành trình thông minh các bác nhé. Ok, thì em xin dừng video clip tại đây. Thì chúc các bác sức khỏe, lái xe an toàn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.